các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Drama căng nhất showbiz việc hiện tại chính là cuộc chiến của bộ ba Ngọc Trinh, Na Thần Ly và Cao Thái Sơn. Trong khi hai người đàn ông Na Thần Ly và Cao Thái Sơn liên tục lên tiếng trên livestream, thì Ngọc Trinh không mấy quan tâm đến lùm xùm, cô thoải mái đăng ảnh đi ăn uống và chụp ảnh, sống ảo như ngày thường. Ấy thế mà trong lần clip được đăng tải trên trang cá nhân cách đây ít phút, ngày 24 tháng 4, trên Instagram, nữ hoàng nội y, khiến dân tình lo lắng vì có thái độ lạ. Có thể thấy, Ngọc Trinh đã diện đồ hở bạo, khoe eo con kiến chứa danh vi bíp nhưng đôi mắt lại hiện rõ sự buồn bã. Người đẹp cũng không còn cười nói náo nhiệt như trước đó. Dân tình cho rằng việc liên tục bị gọi tên vào những thị phi không đáng có cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm trạng của người đẹp người trà vinh. Ngọc Trinh khoe vọng eo con kiến nhỏ xíu và body chặt chém giữa liên hoàng lùm xùm nhưng đôi mắt của nữ hoàng nội y lại lộ rõ nét buồn, dường như thị phi đang diễn ra đã làm tâm trạng cô bị ảnh hưởng. Ngoài ra, giữa bão drama, Ngọc Trinh còn khoe vừa nhận quà và tâm thư động viên của cô em thân thiết Diệu Nhi. Khi đàn chị đang vướng phải liên hoàn sóng gió, Diệu Nhi đã nhắn nhủ, cuộc sống này chỉ cần có sức khỏe, có gia đình và có những người yêu thương mình bên cạnh là có tất cả nha chị gái hay chửi. Diệu Nhi đã gửi quà và viết tâm thư động viên người chị thân thiết khiến dân tình chú ý. Suốt những ngày qua, Ngọc Trinh từ chối phản hồi và không lên tiếng về chuyện bị lôi vào thị phi với Na Thần Ly và Cao Thái Sơn. Trong livestream vào trưa hôm qua, ngày 23 tháng 4, Na Thần Ly đã tuyên bố khởi kiện và đòi ekip Ngọc Trinh phải bồi thường 30 tỷ đồng.